Ok, hôm lên em. Nay giờ thử con game mà đường sắt và lăn mộ như nè. Gengar, Katabon, Catacomb. Railroads and Catacombs. Game này hình như là được phát triển bởi một người. Nhà phát hành là Indie Ark. Indie Ark thì cái nhà phát hành này cũng có rất nhiều con game nổi tiếng rồi. Tuy không quá nổi bật nhưng hầu hết các game nào đều là đạt được cái thành công nhất định. Đây, phố đầu đến gần đấy. Gengar là con này. Phía đây là bản Gorogoa. Fill Up thì cũng gần đây. Game này thì tôi đã từng chơi rồi. Anh em nào chưa có thì có thể thử qua. Đây là con game tôi đang theo dõi và muốn chơi nè. Game này cũng rất ấn tượng khi mà kể về chuyện của một nhân viên văn phòng ấy. Possum City thì game này cũng là mới chơi tí xíu thôi. Chưa nắm được gì nhiều nên cũng chưa biết được nó có chất lượng không. Trigger Format. Rất nhiều game ra. Theo cái tên miền tôi thấy Bilibili là của cái nhà livestream bên Trung Quốc á. Nhưng mà họ phát hành mấy con game thành công như thế này là cũng ổn lắm mà. Game hình như là được một người làm, nhớ lúc trước tôi đọc thông tin ở đâu đó, không nhớ nữa. Thì hôm nay có bản cập nhật nên tôi cũng vô thử luôn. Đây, cảm giác ban đầu của game này á là mình sẽ xây dựng một cái con tàu. Không biết nó có giống Enter Trend không, mỗi lần nhắc về con tàu thì tôi nhớ đó. Cũng chưa chơi thử lần nào. Bây giờ vô thử luôn. Anh em coi cái trailer rồi vô game. 3-4 giờ lần nghe rất nhiều đó. Một con quả. The men are exhausted and morale is rock bottom. I can't remember how long we've been here. Tuyển dụng nhân viên của mình, tuyển dụng mấy người lính. Cái bối cảnh nó rất là tăm tối. Theo mỗi tầng thì giống với mà đất xịt lên gần á. The scriptures foretell. Cái nét ban đầu tôi thấy là cũng gì Google Live Ali Upset. Game này Ali Upset nha. Chưa biết chừng nào nó sẽ ra mắt thành công. Only steel and lead are for them. Đây, tầm tối nè, lớp giáp nè. Hai cái thẻ mà của đất xịt lên gần. It's a strange land with time and space. Ok, vô game đã. Coi dài là nhiều đúa. Ổ cứng được có vấn đề hay là game nó làm sao đó. Đây, bật hiển thị FPS nha. Nên nhớ thì con game này được làm bởi một người và nó chưa có hoàn thiện. Thì đang bản Early Access nên có thể có rất nhiều bug và chưa có cân bằng ở thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện thấy cái lỗi gì trong game thì có thể liên hệ với mà cái cộng đồng dev hoặc là chia sẻ cái mà cảm nhận của mình. Nó trên là cái Steam Comment hoặc Discord. Đây, ngôn ngữ thì chúng ta có tận 6 ngôn ngữ luôn. Thì đây là cái roadmap lộ trình phát triển con game. Thì có chắc khoảng là hai bản full update nữa thì mới đến full review. Cái đồ họa làm rất ấn tượng nha. Anh em nhìn cái roadmap chia hình bốn cái lốc mà vẫn là một cái khung tranh. Tiếng game thì không biết có lớn không. Tôi vẫn nghe được tiếng mà xịt xịt của cái xe lửa. Hiện tại cái bản update đầu tiên này á, tôi nghĩ là hôm qua thôi, tại mấy bữa trước thì lúc trước giờ chưa có chơi. Đây là hệ thống Newport nè. Game đang bị phá 80 fps. Giữa setting rồi có VSync không? VSync bật hay tắt đều như vậy cả. Bỏ VSync đi. Đây, chúng ta vô được game nữa nha. Bắt đầu là một cái mà cư dân ở cái hoang mạc gì đó vẫn chưa biết gì cả. Đây là cái bản đồ của mình, một số cái vị trí đặc biệt thì nó sẽ hiện thị lên đó. Chuẩn bị trước khi mà đối mặt với con boss nha. Game cảnh báo mình nè, có một cái mũi tên nên đi vô, chỉ có một đường thôi, bắt buộc phải đi rồi. Chọn vị trí khi trận đấu bắt đầu thì mình cái đây là cái chỉ số stamina của mình dạng như cái điểm action point AP đó. Thì đương nhiên là mỗi cái hành động của mình sẽ tiêu tốn một điểm này, ở đây là kêu bằng cái điểm thể lực cũng cũng được đó. Đây là cái điểm mình cần để chơi cái lá bài của mình, thì đấm hết tụi nó đi, cứ đấm hết tụi nó là như win. Đây, tôi tạm bật cái FPS nha.
80 thì tôi nghĩ là bếp có động thái là lock FPS rồi, nên chắc là không tăng hơn giảm xuống gì đâu. Thì đây là cái quái nó sẽ đấm mình nhiều máu đó, biết rồi, nhảy lên đi. Tamina còn lại là vô cái ô này đang sao đó. Rồi ok, không có Tamina thì nhắn vô cái chỗ này để hết tôn, mà nếu nó chưa có hiện cái gì. Đây là cái những cái kẹt của mình. Đây nè. Mua nó vô quân địch và thả nó xuống. Rồi ok. Thằng này cầm kiếm nên chắc phải đứng ở dưới vị trí dưới này thử. Bấm vô đây thì hết tôn. Gây 22 đam để chiến thắng. Cái màu vàng nó là giáp của nó. Giáp vàng này thì tôi nghĩ nó chỉ là giáp thôi. Cái lá bài của mình. Rồi cái lá này lá cận chiến rồi, đáng lẽ chọn cái ô trên này mới đúng. Sai lầm rồi. Thêm một lá bài nhận vô vùng thủ, và cái điểm nó kéo dài chỉ trong một tuần thôi. Ủa sao không xuyên hàng xuyên rồi kìa, xuyên tiếp bằng bên hông này. Còn một điểm cuối cùng mình có thể gây 10 đam hoặc là boost phòng thủ. Hết tôn. Hết tôn thì cái thẻ bài nó sao ta. Cái con mắt này là địch nó sẽ đấm mình bất cứ mình ở đâu hay là có cái gì. Cái số 4 trên đầu là sao ta. Hình như là cái lượng đam nó gây ra là 8 á. Này chỉ còn có 3 máu thôi. Không được, mình phải đứng trước nó mới được. Theo chiều ngang hoặc chiều dọc, vậy là chiều dọc này cũng được thì tôi có thể nhảy qua hôm này. Xong rồi tôi bắn đó. Nó có cái siêu nữa hả? Bắn được 16 đam luôn á. Nó nhảy qua đây rồi. Ok. Chúng ta thu được 3 loại tài nguyên. Tài nguyên đầu là than, sắt và gỗ. Đấy, chọn một cái hả? Rồi ok, lỡ chọn cái đó này. Còn 24 máu à. Mình sẽ bị lạc khi khóa thế giới mỗi lần khi nó về không. Cái điểm này là giống như cái điểm bóng tối trong mà ta sẽ trên gần đó. Có ba loại hiệu ứng trạng thái khác nhau là khi cái điểm này nó thấp là ảnh hưởng đến cái chỉ số trong combat của mình. Anh em cho nên đã xịt đêm gần thì chắc biết. Rồi ok, cái điểm này có cách nào để tăng không? Chọn một cái nâng cấp cho cái kẹt của mình. Kẹt thì sẽ nhận thêm mà cái lượng giáp mỗi lần chơi. Mình sẽ là rút thêm hai cái lá bài là bản sao chép của cái kẹt này rồi bỏ nó ra khỏi thân. Phá giáp của mục tiêu. Phá giáp đi, phá giáp thì có thể là xuyên qua được tụi nó.
Tôi mới nhặt được là cái gì nè, nó không hiện lên, nhưng mà chắc mình phải tự nhớ cái số đó rồi đó. Tốt nhất là nên thêm cái thông báo để biết là nhận được cái gì. Nó còn 5 giáp. Cái dấu là cái gì ta? Luôn luôn là khiến của mình sẽ rời khỏi vị trí đầu tiên. Rồi khiến mình là di chuyển khi đến lượt á, hạ sát nó thôi. Con này 10 đưa đam mới 2 tuôn, nó là cái đam độc, giúp thêm một lá. Chậm nó rồi, dính độc chịu ở đó hả bay. 2 tuôn thì chưa nói xong đó là chả gì lượng đam bằng với lượng giáp đó. Giáp mình đâu có đâu, dùng lên bản thân nè. Ba điểm giáp cũng ngon cho lắm, rút một cạc, rút một cạc mà mất một điểm. Thì cái lá này nó đâu có tác dụng mấy gì đâu, đâu có tác dụng quái đâu. Tôi nghĩ cái chỉ số này nó lớn nhất thì chắc nó để màu vàng đây. Than thì nó quan trọng hơn là cái vàng đó. Tất cả các chiến tàu thì đều cần đến nó. Bây giờ chỉ có điện dưới thôi, đánh quái xong không có phần thưởng gì cả, để đánh tiếp. Chục máu với 12 máu. Mấy cái lá mà này thì nên để một phát thôi. Nó bỏ chạy luôn hả? Gỗ. Than nhiều nhất nè. Lưỡi à? Lấy lưỡi làm gì? Sử dụng đi nghiên cứu thêm cái công nghệ trên tàu. Đánh gì đánh hoài vậy? Sư giáp không thấy đụng nhiên vậy.
Thằng trên tới 40 máu lận. Biết gì giết dưới luôn rồi. Để dưới nó bắn đầu á. Nó gọi thêm con gì nó gì. À nó di chuyển thôi. Sợ lầm quá. Sợ lầm khi không giết con đó quá. Mất tận 8 máu. Cái lá dùm này rất là quan trọng ha. Đây xuyên nguyên một hàng chiếm vị trí cuối cùng xong rồi đẩy nó lên trên 6 đam. Đánh đàm tản ra xung quanh. Hai lá này kết hợp với nhau thì ngon. 6 đam mình cắt cùng lắm nãy giờ thì tôi chỉ thấy có hai con thôi. Nên gây được 12 đam mà trong khi cái này có khả năng gây được 20 đam hơn. Nhấn vào cái nút này để nghỉ ngơi. Tốn 9 bia, tốn 6 thang. Thôi máu thì uống bia. Còn đốt lửa cho nó đỡ sợ thì lấy cái gỗ. Cái này là mấy cái gì? Bản đồ á. Đấm nhau không? Sao nãy tự nhiên bêm nhau liên tục mà giờ thì hết cái à? Đây. Ủa nhân vật mình đâu? Đấy ạ. À, đứng đây thì vẫn chưa có khiêu dọc. Tôi nghĩ nên gạt thằng này trước. Tốt nhất là nên gạt này đi đi. Và hai độc. Ủa?
tốn hai lần nhảy. Thì bây giờ hay lấy gỗ hay lấy than? Chắc lấy than đi. Bắt đầu sợ rồi. Rồi được 13 điểm, ok. Hết gỗ luôn rồi nha. Đi qua đây chỉ đánh nhau mà không được thưởng cái gì luôn. Đuổi con phải đi với mà lợi nhuận chứ. Giáp thì tôi nghĩ sau này chưa có giáp đâu. Bót rồi. Mới nói sau này chưa có giáp đâu thì bây giờ nó ra giáp. Đứng trực chiến với con bót được không ta? Phản đâm ghê quá. Tám còn hai phát ăn hành rồi. Nó gọi để nó gì à? Không, nó nhảy đi thôi. Ba thì hai cái này nó chỉ có 22 thôi. Rồi, không ổn rồi. Một máu nữa mới cay á. Bây giờ mình solo với anh chùm. Nếu như 6 thì mình chịu được 4 đòn nữa. Trong 4 đòn đó thì mình gây ra được bao nhiêu đam nữa ta? Đam 4 x 3 72, chỉ có khả năng mà mình rút liên tục thì vẫn có thể thắng được. Hy vọng đam nó cố định thôi.
Tôi vẫn chưa hiểu cái lá màu đỏ nó lắm. Thử đi. Nên lấy một lá gây sát thương đó. Ba điểm mà nó có 22 à. Trừ một mỗi lần sử dụng. Trừ một mỗi lần sử dụng thì nó ngon đó. Mình không có giáp thì cái lá này lấy than xong nó cho thêm đống than. Cái cảm giác này giống hệt con Dead Stranding gần lắm. Khi mình xong cái hành trình thì nó do mình chịu đấy. Độ khó bây giờ đã mở vào cái độ khó level 2 rồi. Tôi vẫn chỉ level 1 thôi. Về dễ dễ xe lửa. Mình có đều đào tạo lính của mình. Đây là cái xe lửa của lính của mình nè. Không có gái hả? Còn mấy được không vậy? Nhiệm vụ trên tàu thì giống như là mình đi phân công làm cái gì đó. Khi năng lượng về không thì nó chuyển qua trạng thái mệt mỏi. Mình cần phải nghỉ ngơi. Chết. Nhiệm vụ thì hên xui nó hả? Tỷ lệ phần trăm cao thì nó hoàn thành cao. 60% là hoàn thành, 55% là tai nạn. Tốn 18 đá. Thành công. Bây giờ bui được cái cổng mà dịch chuyển mà. Để hả? Này tại sao? Mỗi chơi ghé tơi có 6 cái loại thẻ. Có hai chế độ là con đường chiến tranh để cho kiểu chơi khác nhau. Hai nhân vật cùng một lá thì có thể là bắt đầu với cái bộ bài khác nhau. Mình đang nhân vật này. Đội nón này phi công lấy đầu tròn đấy. Phá ra cái này là cái cổng để tiên dụng. Thấy nữa không? Ghi là 3 trên 4 nè. Đi đam theo cái hình vuông hả? Cái hình này mà hình vuông hả? Nhiều ô vuông chứ không phải nhiều hình vuông. Xóa một chỉ định một cái quân địch nó đánh mình không ngon cho lắm. Được. Tới ra cái lưỡi là để tuyển dụng làm mới cái phần tuyển dụng đó. Đá là để mình nghiên cứu thôi ta. Rồi ok bây giờ đi kiếm đá. Giật nào cũng mệt trên vậy, chỉ đi cái một thôi. Ừ,
này nó chưa lên cấp. Bộ bài nó coi ở đâu ta? Đây. Di chuyển theo ô vuông, cướp một đá khi bắt đầu mỗi tool. Giao một bản copy nó khi sử dụng đó. Bia đam theo cái đường thẳng đó. Bắn theo cái đường ngang, bảy đam. So, welcome to this room escape game. Last episode we discovered, like, the dev- Oh my gosh! They're not even connected to things. Like an all-wireless corporation. Alright, now this opens. With absolutely nothing on the screen. Okay, để anh thấy nè. Ninja là tăng cái sức mạnh bản thân lên 50% cơ hội rút một cá bài. Này tác dụng gì ta? Thôi vô chơi đây, đi từ đầu tính tới đó. Đây. Bốn năm chín một đá nữa như vậy thì ổn. Vì chính đam mà không cần quan tâm nó nằm ở đâu luôn. Nếu mình đứng điểm này thì mình bắn hướng nào ta? Bút một cái chain lên nè. Bút cái chain lên thì mình được cái gì? Còn một đam. Kéo dài hai tool. Bây giờ mình có thể là nhảy qua đây vì việc tuôn này. Thằng này nó 33 máu. Mình gặp phải di chuyển. Đây rút ra hai lá nhảy là được. Ok. Cố gắng giữ máu hết mức có thể. 16. 16 thì có thể mình dứt điểm nó luôn được. 9. Ok, bài. Lên lấy đá. Khi mà mình tấn công quân địch với lá bài này thì nó gây thêm đam. Cái update này thì tăng đam cho mỗi lần mình rút cái lá này. Vậy thì
cái lá nào cũng một điểm cho nó nên nâng cái này vậy. Cái lá nào dục nhiều nhất, cái lá dục nhiều nhất thì hợp với cái này, nhưng mà nó nâng bao nhiêu đó là vấn đề. Ví dụ nó nâng không tới là 70% khi cái lá đó mình xài hai lần thì nó phí lắm. Đánh lâu dài cái lá này ngon, còn đánh tức thời cái lá này ngon. Thử cái lá mới thôi, cũng chưa biết nó làm sao. Bên đó là quái hay là boss vậy ta? Quái thôi, chưa bem lắm. Mình có chưa bắn đường thẳng nên mình đứng chỗ này. Chậu quá gì ta? Quên bút cái chen lên trời. Chị ngu rồi, xài kêu xong mới nhớ con này có cái đồ bút. Thôi hả? Nãy nhảy xuống đây không nhảy? Hoặc là nhảy đây. Gạt luôn thằng này. À, đánh nó ra cái chữ thập. Hiểu rồi. Gạt luôn dưới này đi. Cho tới 15 đam luôn ta. Bây giờ xài cái ô này hình như nó dính mình luôn á. Từ từ tôi suy nghĩ đã. Xài thử ô lên mặt trên á. Đúng rồi. Đạm luôn. Xuyên thấu à? Lá này mình có rồi, nên lấy cái đá ghi thương này thôi. Lấy gỗ đi, tàn nhiều quá. Bốn chục máu, ok. Gì cũng như cây sấy gì cũng cốc. Bật đốt giáp rồi này. Quên xài cái đá con đường ninja. Đúng là nghĩ ngắn không biết tính dài. Thằng này còn 5, thằng này 31 đâu, thằng này nguy hiểm. Thằng này 9, thằng này đánh nhiều nè. Nên tôi sẽ ưu tiên gạt nó trước. Ủa, sao không xuyên qua làm sao? Ba tự nó đánh chúng nó chết luôn. Không cần quay động thủ, lấy tí gỗ đi.
Hồi nãy tôi nhớ là nó cộng 12 của ông ta, 13 đúng không? 13 thì giờ xài được rồi. Đó. Cộng 12. Không có lá nào bút trên cả. Xài cái lá này trước không xài thì phải di chuyển này, 1, 2, 3 ok nhiều đủ đạp nhiều lấy lá support còn cho tăng thêm trên mỗi lần mình lấy cái cạc này, tăng thêm gen cho mỗi cái cạc mình lay trong cái tool này. Bỏ một cái điểm đánh của quân địch. Cái này là gen general support, lấy cái này đi. Mình có gỗ, có đá, lấy đá. Cái lưỡi thì tôi chưa biết nó làm cái gì. Nên đánh quái cái nữa. Xong rồi xuống dưới đánh boss. Dưới đây con này thì chết rồi, không bút chen lên cái đập thả bài này. Chiêu này là của con nào đánh ta? Tôi nghĩ là của con này á. Mốt máu thì xuyên nó luôn. Tiếp tục lấy đá thôi. Bây giờ ở qua đây có gì đấy?
10, 15, này 10 năm. Ok, ẩn thân được tôn. Ẩn thân hơi sớm rồi, đáng lẽ tôn xào xài chút. Một bài bản ơi. 14. Lấy đạm. Đổi vị trí với mục tiêu. Cái này cũng ngon nữa. Cái lá này thì dùng cuối cùng. Lá này cũng đa dạng, dùng cuối cùng thì nó cũng không lên được nhiều đam. Trong cái gào đó nếu như có 5 điểm action point đó, thì mình xài 4 cái thì cái này nó cũng gây thêm có 5 đam, không thấy dùng mấy. Cái lá này thì cơ động, còn cái lá này không thủ. Nên sao ta? Lấy đại đi. Quốc bot luôn, không có đi cửa bên kia. Ok, chưa mất miếng máu nào, để diệt xong cái bầy quái được không? Con này nó đánh 5 độc á. Nãy xài đá này không xài thiệt. Máu nó trầu quá. Có cái lá này rồi, không sao. Quên bút trên bây giờ. Bang lên lên trên không? Một, hai, ba. Điện dính hai máu. Nó không gọi đệ nữa. Chỉ có 6 đam thôi.
qua đây để nó gọi để mình còn bay mới được, nhưng mà nó không gọi, nó chạy ra. Không, hai cái lá này nó không ngon cho lắm nên mình không có cần rút thêm cái lượt sau đâu. Chết rồi, 10 độc rồi. Bây giờ giết con này thì có thắng không? Tàu nào với giao sao mình cũng chết rồi, không có đường cứu nữa. Rồi, vừa đủ. Phải đi bên trái là toàn vậy không? Ok. Nên kéo nào vô cho nó làm việc. Bốn mươi trăm tai nạn, 60% thành công. Tai nạn thì nó sẽ bị cái gì? Hai thằng giảm năng lượng rồi, chọc này nguy hiểm quá. Bên này là cái gì? Là đây cần có hai nhân vật. Ok, được. Mới nóc kẹt cho con nào vậy? Nãy hả? À? À đây. Rút một kẹt, cái lá vô dụng bái à. Rút một kẹt mất một điểm thì khác gì đánh một cái kẹt không có tác dụng. Nó chỉ có tác dụng trong một số cái trường hợp nhỏ thôi. Chỉ kỹ sư mới vô được.
14 đam gan đâm một con địch. Vì 12 đam bình thường này đánh mạnh phết đấy chứ. 50 máu. 15 stamina, 10 năng lượng. Ba mươi máu à, nên ít máu quá. Chọn này đi. Bây giờ tất cả nó đều mệt mỏi rồi nha. Rồi, tạm thời hôm nay nghỉ sớm ở đây, tôi ra tôi làm công việc tí đó. Cái số 1 là cái ống này là ống kinh nghiệm đó. Nâng rồi là mình có thể giữ cái lá bài đó luôn, nên tính ra nó cũng khá là mạnh đó. Tôi nghĩ là chỉ trong cái một cái đợt gân đó thôi chứ, chị mình cứ farm cái level 1 phát của bộ bài đi, mới qua level 2 đi từ từ. Rồi ok, tạm ngừng đây thôi, bye bye anh em.